các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái ống đường đua cho xe skill nha các bạn. Đây, cái mặt này mình đã chuẩn bị nha. Mình sẽ chuẩn bị làm cái kéo nè. Nhiều xe thì không cần nói rồi. Cái bộ ống đường đua đó mình lấy cái này. Sau đó mình, không, mình sẽ lấy cái giống to như thế này để mình làm cái đường trượt xuống dưới. Cắt tôn, cắt tôn đây nè bạn, còn yêu thích ít đó, mình sẽ lấy cái nắp nhọn này luôn để mình dán xuống đây để nó chạy chạy lên đầu xe. Bây giờ mình biết làm nào nha. Bây giờ mình sẽ cắt lên luôn. Cho các bạn coi luôn nha. Đây là cái chiếc chữ này. Các bạn coi nha. Đó, chạy được luôn nha. Và mình cũng không thấy được bởi vì là do bởi như xe bị ra. Xe bị đi ra thì xe bị ra có cắt. Các bạn cắt một tuần chữ nhật như thế này. Các bạn cắt ghế này nha, phải là ghế không?